Và theo như yêu cầu của khách hàng muốn thử xem máy băm gỗ 5T có thể băm được thân gỗ tối đa là bao nhiêu, khách hàng đã tự mình đem các thân gỗ đến. Với thân gỗ có đường kính lớn nhất mà chúng tôi ghi nhận được là khoảng 21cm. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Vào những ngày đầu tháng 10, chúng tôi đã đón tiếp một vị khách hàng đến trực tiếp xưởng sản xuất của công ty để đặt mua dòng sản phẩm máy băm gỗ và máy nghiền để phục vụ cho nhu cầu băm các cành cây khô trong rừng mà họ trồng, sau đó sẽ đem đi tái sử dụng, ủ làm phân bón cho cây trồng. Và theo như yêu cầu của khách hàng muốn thử xem máy băm gỗ 5T có thể băm được thân gỗ tối đa là bao nhiêu, khách hàng đã tự mình đem các thân gỗ đến. Với thân gỗ có đường kính lớn nhất mà chúng tôi ghi nhận được là khoảng 21cm. Không để khách hàng đợi lâu thêm nữa, các kỹ thuật viên đã lắp đặt hoàn chỉnh máy và đã sẵn sàng cho công đoạn chạy thử máy với nguyên liệu dưới sự theo dõi trực tiếp của khách hàng. Là dòng thiết bị công nghiệp, sử dụng nguồn điện 3 pha, động cơ mạnh mẽ lên đến 22kW, giúp cho máy băm gỗ 5T đạt công suất lớn. Hệ thống dao băm gỗ được làm bằng chất liệu thép chuyên dụng, giúp cho máy có thể băm nhỏ thân gỗ đường kính 21cm một cách dễ dàng. Trung bình 1 tiếng đồng hồ, thiết bị có thể băm nhỏ từ 2 đến 3 tấn nguyên liệu. Và phần xăm gỗ sau khi được băm nhỏ sẽ được các kỹ thuật viên thu gom lại, tiếp tục đem đi nghiền với dòng sản phẩm máy nghiền thức ăn chăn nuôi B20 được lắp đặt mặt sàn 3 ly. Khi được hỏi tại sao cần phải đem mảnh xăm gỗ đi nghiền nhỏ nữa mà không sử dụng luôn, khách hàng có chia sẻ nếu được nghiền nhỏ thì thời gian ủ sẽ được rút ngắn lại, thời gian ủ hoại thành phần sẽ nhanh hơn. Theo đó, khách hàng muốn sử dụng dòng sản phẩm này để nghiền dăm gỗ rất là đơn giản. Chỉ cần cắm điện để động cơ bắt đầu hoạt động, tiếp đó cho nguyên liệu vào trong phễu nạp và đưa xuống buồng nghiền để nghiền nhỏ. Thành phẩm được đưa ra ở bộ phận cửa ra sản phẩm với kích thước đồng đều đúng như mong muốn của khách hàng. Bộ phận khung máy của máy nghiền B20 được thiết kế chắc chắn, vì vậy mà trong quá trình vận hành không gây ra tiếng ồn lớn, đảm bảo sự êm ái. Vật liệu thép cao cấp được phủ bên ngoài lớp sơn kỹ lưỡng, vì vậy dù cho máy làm việc trong điều kiện khắc nghiệt thì nó vẫn đảm bảo duy trì được tuổi thọ bền lâu, hạn chế được tình trạng han rỉ. Đặc biệt, để hạn chế thất thoát nguyên liệu và hạn chế lượng bụi, khách hàng đã tham khảo lắp đặt thêm hệ thống silo bầu gió. Phần răm gỗ sau khi được nghiền sẽ được dẫn chuyển qua ống nối đến bầu silo, từ đó sẽ hạn chế lượng bụi trong quá trình vận hành. Do lượng bụi thải ra ngoài không khí đã được kiểm soát và thu thành phẩm cao, an toàn cho người vận hành. Hệ thống hút bụi của máy có thể tháo rời nên sẽ dễ dàng vận chuyển đến vị trí làm việc và bảo quản khác nhau. Máy lắp đặt động cơ 22kW 3 pha 380V, năng suất nghiền nhỏ của máy đạt từ 600 đến 800 cân trên 1 giờ, tùy từng loại nguyên liệu và mặt sàn lắp đặt. Sau khi phần răm gỗ được nghiền nhỏ, thành phẩm đã đúng theo như nhu cầu của khách hàng. Khách hàng đã rất hài lòng về hai dòng sản phẩm mà mình đã đặt mua. Đến đây thì buổi bàn giao ngày hôm nay đã đến hồi kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi chi tiết về hai dòng sản phẩm, quý vị có thể liên hệ theo số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Và hiện tại ở phía trên màn hình là một số video liên quan đến hai dòng sản phẩm ngày hôm nay. Quý vị có thể nhấp vào video để biết thêm thông tin chi tiết.